chào tất cả các bạn. Sáng nay trời rất là đẹp. Và hiện tại trên tay tôi đang cầm chính là con Leica Buds 4W. Vâng, đây là một sản phẩm mới nhất của hãng MGX, mới tung ra vào giữa tháng 6 này. Vâng, đây các bạn nhìn xem. Đây là một sản phẩm đặc biệt mà từ trước giờ các dòng Buds chưa từng có, đó là cái khả năng xếp càng. Đó, xếp càng cánh xếp. Vâng, nếu các bạn đã từng là fan của MGX, fan của các dòng Buds, đặc biệt là các bạn đã từng chơi qua những con Buds 2, Buds 3, Buds 3 mini, Buds 3W và Buds 5W, Buds 6, Buds 8, thì thật sự đây là một con Leica đáng mong chờ, vì lý do tầm giá của nó hiện nay các bạn đã cần quan tâm, đó là giá tầm giá rẻ. Đó, nó là tầm trung, nhưng mà theo tôi thì chỉ là cận trung thôi, cận trung cấp thôi. Giá của nó hiện tại trên linh kiện RC đang bán với giá là 3.850.000 đồng. Vâng, rất là nhỏ gọn và nhiều tính năng hữu ích. Trang bị một camera quay phim 2K và chụp ảnh 2 megapixel. Vâng, khi cầm một cái sản phẩm mới thì các bạn luôn luôn đặt câu hỏi rằng là con này bay được xa bao nhiêu và bay được cao bao nhiêu, chất lượng video thế nào. Và ngay bây giờ tôi sẽ bay thử hết khả năng của con này là 500m và cao hết khả năng 150m. Tôi sẽ bay ra ngoài sông Cần Giuộc ngoài kia, ngoài cầu Cần Giuộc ngoài kia. Các bạn xem, con Buds 4W này sở hữu một cái tay cầm rất là gọn và rất là đẹp. Đây các bạn nhìn xem, gần giống như là một cái tay cầm của DJI Mavic 1. Ok, mình mở máy thôi, nhấn giữ nút đỏ và kéo chốt bên phải qua. Màn hình OLED đã bật lên và đang sợt tìm kiếm thiết bị. Tiếp theo, mình nhấn nút nguồn 2 giây. Đó. Tiếng nhạc quen thuộc đã nổi lên. Đó. Và đèn đang chớp để kết nối được máy bay với tay cầm. Ta để máy bay nằm trên một mặt phẳng và xoay 2 vòng theo chiều nào cũng được. 4 đèn xanh sẽ chớp và mình để đứng máy bay lên và mình xoay 2 vòng theo chiều nào cũng được. Đèn đỏ và đèn xanh lá cây đứng im là đã kết nối thành công. Mình kết nối wifi của điện thoại với lại máy bay, mở app Buds Go, chọn trong danh sách Buds 4W, bấm Go. Mình bỏ qua Next để bỏ qua những cái hướng dẫn căn bản này đi. Ok, hình ảnh đã kết nối rồi các bạn. Những cái hình ảnh mà các bạn đang xem ở đây chính là được quay bởi con Buds 4W. Chất lượng video 2K và chụp ảnh 2 megapixel. Mình chụp thử tấm ảnh xem sao. Ok, tuyệt vời. GPS hiện giờ đang báo là 22, rất là mạnh. Vâng, ở đây không vướng vật cản, không vướng nhà cao tầng, cho nên là GPS hiện giờ đang là 21, rất là mạnh. Chỉ cần 14, 12 là mình đã có thể bay được rồi. Để kiểm tra thông số, vâng, đây là độ cao tối đa con này sẽ bay được 150m và bay xa tối đa được 500m. Đây là hai thông số maximum của con này và mình không thể nào thay đổi số lớn hơn. Mở bản đồ lên để kiểm tra. Vâng, bạn cần phải có sóng 3G. Đây, màu xanh là vị trí của tay cầm của điện thoại, còn cái live cam là hình màu xám đó các bạn. Mình bật bản đồ lên. Vâng, đây là cái chung cư tôi đang đứng đây. Và bây giờ mình sẽ bay ra ngoài cầu Cần Giuộc, là ngoài này. Vâng, đây là cái cầu Cần Giuộc màu đỏ này, nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, bắt qua ngang qua sông Cần Giuộc. Khoảng cách từ đây qua cầu khoảng độ 700m. Như vậy là con này nó chỉ bay đến khoảng độ giữa sông là nó dừng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cất cánh.
Đầu tiên mình chỉnh qua chế độ quay phim và bấm quay phim. Bấm nút đỏ để khởi động motor. Ok, motor đã quay này các bạn. Motor đã quay. Cất cánh thôi. Rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng. Khả năng định vị GPS rất là tốt. Ok, bây giờ để kiểm tra cái tính an toàn của máy bay, mình sẽ test thử cái nút Return Home xem nó có về không nhé. Vâng, đây là nút Return Home này. Đó, mình sẽ bấm vào đây để xem nó về không. Yes. Ok, máy bay đang nâng độ cao. Đó, và trở về. Quá tuyệt vời. Hủy Return Home. Lần thứ hai, tôi sẽ sử dụng thử cái nút Return Home ở trên tay cầm. Vâng, đây các bạn, đây là cái nút Return Home ở trên tay cầm đây. Mình sẽ bấm vào nó. Ok, Return Home đã kích hoạt. Và mình nhìn thấy ở trời xa, máy bay đang nâng độ cao để chuẩn bị trở về. Hủy. Ok, và lần thứ ba sẽ là kịch tính hơn. Máy bay đang ở ngoài xa ngoài kia. Và tôi quyết định thử xem cái khả năng ô tô return tự động trở về của nó khi bắt sóng tay cầm thì nó có trở về hay không. Bằng cách là tôi sẽ tắt cái tay cầm này đi. Vâng, đây các bạn nhìn, đây là nút tay cầm và đèn màn hình đang sáng này. Đó, và tôi tắt tay cầm. Ok, đã tắt. Tắt rồi. Đó, và trong vòng 3 giây máy bay tự động nâng độ cao lên và trở về. Vậy là nó hoàn toàn mất sóng, nó có thể nhận được. Mình mở cho lên trở lại. Hủy lệnh Return Home. Ok, và bây giờ tới phần kịch tính nhất là mình sẽ bay maximum ra ngoài cầu Cần Duộc ngày kia để thử xem khả năng bay xa tối đa của nó. Mình bẻ cam xuống một chút xíu. Ok, đi thôi. Rất là hồi hộp các bạn ơi. Ok, các bạn có thể theo dõi độ cao tại đây. Ở chỗ này. Vâng, 85, 90 mét rồi, 100 mét rồi. 130 mét, rất là nhanh. 153 mét. 180, 190. Hình ảnh wifi truyền về rất là đều. 270 mét. 300. 330, 340 mét. Vâng, chúng ta đang tiếp cận tới cầu Cần Duộc và độ xa 400 mét rồi. Ồ, 430 mét thì hình ảnh đã bị khực. Và nó đã báo là not connect. Vâng, not connect. Not connect rồi các bạn ơi, rất là nguy hiểm. Các bạn nhìn thấy rằng nó đang báo là xa 520 mét ở đây. Và tôi cố gắng đẩy đi tiếp xem nó có đi không. Ok, vẫn tiếp tục đi các bạn ơi. Vẫn tiếp tục đi. Vâng, các bạn nhìn rõ thì sẽ thấy trên màn hình này nó đã đi xa tới 600 mấy chục mét rồi. Ok. Hồi hộp quá, không nhìn thấy đường gì hết nhưng tôi vẫn cố gắng bay.
Vâng, các bạn nhìn thấy trên màn hình tay cầm không? Nó đang báo độ xa là 710m này. Đó, mặc dù ở 500m thì nó đã mất kết nối hình ảnh, tuy nhiên rằng là tay cầm vẫn còn điều khiển được. Và tôi đã cố gắng đẩy lên tới 710m. Quá là kịch tính. Ok, máy bay đã tự động return home trở về. Vâng, quá xa. Trên tay cầm các bạn nhìn thấy nút return home đã tự động được kích hoạt. Và máy bay đang chạy và trở về. Đó, con số đang đếm lùi á, 500 mấy chục mét đang đếm lùi. Ok, máy bay đang trở về các bạn ơi. Vâng, nó đang ở ngoài kia. Ok, ở khoảng cách 378 mét thì wifi đã kết nối trở lại với điện thoại. Và bây giờ tôi bình tĩnh lái máy bay trở về. Vâng, tôi lượn qua hai trường học của bạn Luân và bạn Quốc cho các bạn xem chất lượng của video. Mái ngói rất là đẹp. Đấy, mình nhấn hết ga thì hình ảnh nó cũng khá là mượt. Mặc dù con này không hề có gimbal. Đây, chung cư của tôi đứng ở đây. Tới rồi, tới rồi. Vâng, tôi đang điều khiển cho máy bay tới gần. Tuyệt vời, bây giờ mình sẽ đón nó bay ở trên tay. Ok. Chuyến bay xa 500m và 700m tự động ô tô return trở về đã thành công tốt đẹp với lại con Mach 4 lúc lưu này. Ok, bây giờ tôi sẽ test độ cao các bạn. Thì giới hạn của con này là cao 150m. Bắt đầu thôi. Cất cánh. Mở động cơ. Cất cánh nào. Lên thôi. Vâng, độ cao hiện giờ là 25m. Bảy chục mét rồi. Các bạn theo dõi độ cao ở đây. Một trăm mười mét. 120m rồi. Một trăm bốn chục mét. Ok. 151m. Vâng, ở khoảng cách 151m này thì mình không thể nào tăng độ cao nữa. Và đây là độ cao đã giới hạn rồi. Mình xoay nhẹ vòng. Vâng, con này là không có gimbal các bạn. Nó chỉ có những cái bộ đệm cao su để chống rung khi mà motor hoạt động mạnh thôi. Chứ hoàn toàn là không có gimbal. Ok, tôi sẽ hạ cánh. Sáng nay có gió nhẹ. Cho nên là trong lúc hạ cánh các bạn thấy máy bay đung đưa. Và hình ảnh thật sự là tôi thấy là cái camera này có lẽ là tốt nhất của MGX từ trước đến giờ. So với lại Book 3 Pro hoặc là Book 5 thì camera này hình ảnh đẹp nhất. Sáng sủa. Khả năng quay video là 2K. 2K tức là lớn hơn Full HD một chút xíu các bạn. Full HD là 1920, còn 2K là được 2048. Ok, các bạn nhìn thấy tôi không? Nắng quá không thấy gì hết.
Ok, vậy là chuyến thử nghiệm của cái con MacBook núp lưu của tôi đến đây đã tạm dừng. Và những hình ảnh các bạn đang xem rất là rõ nét, trời trong xanh. Vâng, giá cả của con MacBook W này hiện giờ ở trang web linh kiện RC bán với giá 3.850.000 đồng. Các bạn có thể bấm vào link mô tả ở bên dưới video để vào tham khảo xem, tham khảo thêm những tính năng của máy và cập nhật giá tốt nhất. Ok, bye bye. Ok, chào các bạn. Đây chính là cận cảnh của con MacBook 4W. Vâng, một cái camera thiết kế hoàn toàn mới ẩn ở phía bên trong để chống được va đập. Bên trong có đệm cao su để chống rung. Sải cánh rất là rộng, lên đến 30cm. Motor không chổi than, rất là to. Vâng, cánh thì được lắp được bằng hai con ốc hai bên, cho nên bạn cần tu vít để thay đổi cánh. Đây là khe thẻ nhớ, mình phải mua thêm. Và hãng khuyến cáo là nên xài từ lát 10 trở lên. Hộp chứa pin có 2 ngàm, rất là chắc chắn. Và đặc biệt của dòng MacBook xưa giờ là chưa có con nào mà xếp cánh. Và đây là con MacBook 4, là con đầu tiên của MGX xếp gọn lại, rất là gọn gàng. Kích thước của nó khoảng độ 19cm. Và nhìn xem, rất là sắc sảo, thật là đáng đồng tiền với cái giá 3.850.000 đồng. Đây là hướng dẫn để mở càng. Mình mở càng phía dưới trước, sau đó mình mở càng ở phía trên sau. Và khi mình xếp lại thì mình làm ngược lại. Đó, chiều ngang khi xếp gọn là khoảng độ 19cm và nhân cho 11cm và nhân cho 7cm. Mình có một camera quay phim chất lượng 2K và một đệm cao su để hạ cánh. Đó, hai cảm biến siêu âm, một camera để hỗ trợ hạ cánh. Vâng, những thông số pin 746 và hai đèn led cực kỳ sáng để hỗ trợ bay đêm, hạ cánh ban đêm. Tay cầm thì giống như của DJI Mavic 1. Đó, hai anten, đương nhiên là hai anten giả thôi các bạn. Và có hai cái tay cầm nối dài, nút tắt mở GPS. Vâng, hai cái cần joystick này khá là êm. Đây là nút mở nguồn của tay cầm. Nút đỏ kế bên là để khởi động motor. Mình nhấn giữ để mình mở, để nó search thiết bị, tìm kiếm thiết bị. Vâng, GPS, H là độ cao, D là độ xa. Đó, và tay cầm đang ở chế độ mode 2. Đó, vạch báo sóng. Pin. Đây là một cái núm xoay, nhưng mà chắc là làm giả thôi các bạn, không có tác dụng gì hết. Ở bên đây là nút để chọn chế độ bay nhanh hay chậm. Có hai chế độ, bay nhanh và bay chậm. Có hai và low. Vòng xoay này để chỉnh camera xoay lên xoay xuống. Kẹp điện thoại. Có thể kẹp được những dòng điện thoại lớn như là dòng Note. Tôi đã kẹp thử một cái S9 Plus thì rất là vừa, kể cả ốp luôn. Còn đây là cái điện thoại Xiaomi, chỉnh được góc, tuy nhiên có vẻ không được chắc chắn lắm các bạn, dễ rơi điện thoại nếu mà mình mạnh tay. Bấm giữ để chuyển đổi hai qua lô là bay nhanh hay là bay chậm. Pin ở đây mình xài hai pin tiểu 2A, các bạn cần phải mua thêm và kiểm tra pin kỹ trước khi bay. Tắt
mình có một thỏi pin LiPo thông minh dung lượng 3400mAh 7V6. Vâng, và tặng kèm một cái dock để sạc một lúc hai pin và có hai cổng USB Type-C để ghim vào. Mình có thể sạc cùng lúc hai pin. Thời gian sạc pin này thì theo hãng công bố là khoảng 4 tiếng rưỡi. Vâng, rất là đẹp các bạn. Và tôi đã thử nghiệm sạc thì cũng khoảng độ gần 5 tiếng mới đầy các bạn. Và hiện tại tôi chưa có hai pin cho nên không biết rằng hai pin thì nó có kéo dài thời gian lên gấp đôi hay không. Mình nạp thử vào máy. Ok. Lần đầu tiên dòng bất có một cái nút nguồn. Trước giờ là mình những dòng trước là mình nạp pin vào là nó tự động nó lên đèn luôn, còn bây giờ là có một nút nguồn cũng rất là tiện lợi. Đó, đèn vàng đang chớp là đang tìm thiết bị. Đó, bấm giữ nút đỏ và kéo chốt bên phải. Đó, để hai cái nó bắt tay với nhau. Bấm giữ hai giây ở nút nguồn để mở máy bay. Tìm kiếm thiết bị trong vòng vài giây. Đó, sau đó đèn vàng chớp liên tục thì các bạn sẽ xoay để máy bay nằm và xoay hai vòng theo chiều nào cũng được. Đó, tiếp theo là mình để đứng máy bay lên và mình xoay hai vòng theo chiều nào cũng được. Đó, khi mà đèn đỏ và đèn vàng phía trước phía sau sáng đứng im là ok. Đây là mình chỉnh camera này các bạn. Đó, ngóc lên góc xuống dao động trong khoảng từ 0 đến 90 độ. Con này nó hơi ngóc lên hơi cao cho nên là các bạn sẽ nhìn thấy cánh của cánh quạt, cho nên là mình chỉnh vừa phải thôi, đừng để nó cánh lên cao quá. Khởi động thử. Trong nhà mà nghe tiếng quạt rất là êm. Tặng kèm một cái dây cáp USB Type-C để cho các bạn sạc pin và một cái bộ cánh dự phòng cộng tua bít. Ok, nếu các bạn cảm thấy thú vị hãy đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Giang để đón xem những video tiếp theo.